Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Một ngày mới, chúc anh em làm việc, học tập là tràn đầy sức khỏe nhá. Trong clip hôm nay thì mình gọi là clip của code ngày mùng 2 tháng 12 anh em ạ. Đấy thì nói chung là ngày hôm nay mình sẽ đến cho anh em một cái code mới nhất toàn server nhá. Thì nói chung là cái mã code này, anh em nào không biết thì có thể là vào trang fanpage của game bay tu giờ anh em lấy nhá. Hoặc là anh em nào biết rồi thì có thể là vào xem video ủng hộ mình được đúng không? Đấy thì khá là nhiều anh em cũng có gọi là xin code siêu xe từ mình. Thì anh em nào xin từ mình ấy thì nhớ là nhắn tin riêng cho mình nhá, thì mình tặng riêng. Hoặc là mình sẽ mang đến code, gọi là code chung cho anh em, mang đến clip cho anh em luôn. Đấy, nếu mà anh em không muốn nhận riêng thì mình sẽ mang đến code chung cho anh em. Đấy, ok chưa? Khá là nhiều anh em cũng xin code từ mình, bảo là anh ơi, mỗi lần mình like ấy, hay là mình ra video mới thì anh em đều comment ở dưới là anh ơi, code của em có chưa, xong thêm cái hình bàn giận vào thì thôi, đúng lúc là mình cũng bó tay rồi anh em ạ. Đấy thì anh em nào muốn xin thì anh em nhớ là phải gọi là xin quà, gọi là nhắn tin riêng cho mình đúng không? Ai gọi là xin quà mà lại không nhắn tin comment bên dưới thì mình check cho được bao nhiêu comment, cứ một clip bao nhiêu comment là anh em bảo mình check sao được hết đúng không? Đấy, ok thì đầu clip anh em thấy mình còn khá nhiều cương đúng không? Tại 57.000 cương. Tại vì hôm nay ấy, đấy, tại vì mình kiểu như mình lười vào shop với cương nhiều quá thì mình lười ấy. Lấy kim cương thôi là đủ rồi, để tặng cho anh em ít kim cương được rồi đúng không? Đấy, anh em nào muốn có nhiều kim cương như mình đấy thì ok, thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách để anh em có thể lấy nhiều kim cương giống như mình nhá. Đấy, khá là dễ thôi anh em ạ. Anh em đang muốn có nhiều đá quý nhưng lại không có tiền, đừng lo, hãy đến ngay với shop game2weather.com. Shop có các loại vòng quay cho anh em theo lựa chọn. Ở đây thì mình thấy có hai vòng quay tiền sao, vòng quay đá quý. Nói chung là chi ăn đầu tháng nên là vòng quay tiền đá quý ấy, nó sẽ giảm giá cho anh em 5.000. Đấy, anh em mới đến gọi là anh em mời đến shop của mình này thì anh em phải gọi là tạo một cái tài khoản nhá. Đấy thì đây, bước đầu tiên là anh em sẽ nhấn vào dấu con vịt vàng này để anh như thế là nhận được đá quý này. Thì ở đây mình nhận rồi nên là nó sẽ đề ra một dòng thông báo là nhận rồi. Đấy, ok cho anh em. Thì nói chung là trong ID của mình đang còn là 620.000. Đấy, mình có sẵn 20.000 rồi, mình vừa nạp vào 600 để mình gọi là đi test vòng quay cho anh em xem cái độ nhân phẩm của mình gọi là khá cao không. Thì nói chung đá quý hiện tại của mình là đang khá là nhiều rồi nên là mình chỉ vào đây mình test vòng quay cho anh em xem thôi. Đấy, nói chung là ai vào trang chủ này, anh em tạo một tài khoản. Đến với shop của mình thì anh em cần gọi là nạp ít được nhiều, nạp nhiều thì anh em được rất rất là nhiều, ok cho anh em. Khá là anh em gọi là trên kênh mình muốn có nhiều đá quý thì mình thẻ vào ngay với shop nhá. Đây, ở đây thì mình sẽ vào một cái vòng quay ngẫu nhiên mình test cho anh em nhá. Thì ở đây vòng quay đá quý đang giảm giá cho anh em. Anh em sẽ vào trong vòng quay đá quý anh em quay này. Ở đây mình sẽ test nhân phẩm của mình với vòng quay đá quý đầu tiên. Anh em thấy cái bảng ở bên phải không? Khá là nhiều anh em trúng được 9.999 này. Đấy, khá là nhiều luôn anh em ạ. Mình sẽ test luôn này. Đấy, vòng đầu tiên mình được 10.000 đá quý anh em ạ. Khá là nhiều anh em. Ui, khá là ngon luôn. Đây, mình sẽ test với nhân phẩm vòng thứ hai này. Ở đây thì mình sẽ test gọi là tầm 3 vòng gì đấy nhá. Đấy, khá là nhiều anh em gọi là không tin này, không. Ui anh em ơi, 750.000 đá quý anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa? Đến với shop thì anh em chỉ gọi là lời, rất là lời đi ra thôi. Đấy, vào với shop anh em nạp rất là ít tiền, nhưng mà đến lúc khi ra anh em rất là nhiều tiền đi, rất nhiều đá quý đi ra luôn. Đấy, ok chưa? Đây, mình test vòng quay thứ ba này. Ui, lại ra 750.000 anh em ạ. Ui, anh em thấy chưa? Bảo sao mà mình lại không giàu được đúng không? Đây, thì ở đây mình sẽ gọi là ra rút vật phẩm cho anh em. Mình sẽ ra rút về nick cho mình là khoảng tầm 90.000 đá quý đi. Ok chưa? Đây, ở đây mình sẽ gọi là sao chép ID game của mình nhá. Đây, tên game của mình là Hùng mất nick này. Mất nick. Đấy, ok chưa? Tên của mình là Hùng Mất Nick, mình sẽ nhấn thực hiện này, mình rút về nick của mình nhá. Đấy, thấy chưa? Mình đã rút thành công 10.000 về nick, thành công về ID game của Hùng Mất Nick rồi. Đấy, ok. Thì anh em nào muốn có nhiều đá quý như mình thì hãy đến ngay với shop game2weather.com. Thì đây có một cái bảng thông báo là gọi là top nạp của anh em đây. Anh em nào mà nạp được top 1 ấy thì em sẽ nhận được là 5.000 đá quý và một cái code skin xe xịn này. Đấy, ok chưa? Đấy, anh em nào muốn có nhiều đá quý như mình thể đến ngay với shop game 2 weather nhá. Còn bây giờ thì quay lại clip thôi anh em ơi. Rồi thì ok anh em ơi. Đấy thì nói chung là kim cương mình đã lên rồi nhá. Đây, nãy mình có rút được 1.000 trong shop ấy thì về cũng khá là nhanh thôi, trong vòng tầm mà khoảng 5 đến 6 giây gì đấy thôi. Mình vừa rút cái mình quay lại nick thì đã có kim cương trong nick luôn rồi. Đấy, nãy mình có 57.000 thôi nhưng mình rút thêm 1.000 về là 58.000 rồi. Đấy, khá là dễ đúng không? Khá là ngon anh em nhá. Đấy, ok thì anh em nào muốn có nhiều ấm cơm như mình thì ngày đến ngay với shop nhá. Thì đường link shop mình sẽ để dưới phần mô tả phần bình luận của anh em nhá. Đấy, mình sẽ ghi dưới phần dưới ấy. Anh em kéo xuống phần dưới này, anh em nhấn vào đường link thì nó dẫn anh em tới thẳng trang chủ của shop nhá. Đấy, cái giọng mình nó gọi là sáng sớm mình vừa ngủ dậy đúng không anh em, vừa ngủ dậy vào làm clip cho anh em luôn. Đấy, không là anh em lại chờ đúng không. Đấy, ok thì nói chung code của ngày hôm nay mình sẽ để ngẫu nhiên trên màn hình cho anh em.
một cái cốt thôi nhưng mà cực kỳ là ngon anh em ạ. Đấy, ok thì chắc là clip mình khá là dài ấy, chắc mình cũng tạm dừng đây thôi. Anh em mà thấy video mình hay này thì nhớ là cho mình xin một lượt like và một lượt đăng kênh nhá. Còn bây giờ thì bye bye anh em, bye.